Cho lớn lên. Vừa ca vừa nhảy ơi, nhảy, nhảy lên. Ừ. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt chưa, cao quá trời luôn vậy. Nắng cao lẽ đẹp từng mùa ngày, con nghèo cùng với em phí cao. Em nắm tay nên thấy lì đẹp trai. Ngờ ai bé thương. Bà kia em quý con bà con. Rồi bà thân ra cần chuối rồi. Hay quá ơi trời. Anh bé cứ gây thật em phí chồng. Ta đi, ta đi ông vô mưa ai mê anh bé chạy kêu con khuyên chạy bãi chuối con. Rồi, bên kia trúng rồi, trúng rồi coi. Đúng rồi, bãi có em phí không vậy nè. Mẹ cùng em phí cao em lấy đi bên trong chợ mì chơi. Đầu cơ ba em dẹn đi. Có bông đi lo cạn và cắp đi. Có chồng chưa? Có chồng chưa? Hả? Chưa. Chừng nào có chồng? Chưa. Muốn chồng chưa? Chị muốn chồng chưa? Thế này em cứ cứ em mẹ con em đi. Đi trả về con cứ gần văn. Ta là đi chồng. Vì đó em phí chồng đi là anh nhà chẳng có nhà ra rồi là cái trong mẹ con đại cứ cô dâu ông giàu lấy này ông cha em cứ rồi bà ba tay áo bé chiếc treo bà cứ vâng áo mới đầu vâng cái chuối chiêu đây chồng cơ đó ta là riêng bé quý chồng vì nó cười xe cô dâu mà nghe bài đi nghe bài giàu cân cơ cần đào chừng nào có chồng mới làm mới hả rồi ông Mỹ có vợ chưa chưa cả đâu kêu Mỹ rồi coi Mày, kêu Mỹ rồi coi. Kêu Mỹ ra cho. Kêu Mỹ ra đi. Mỹ ơi. Dạ. Nó biểu không? À, nghe người nè. Trung Phi em ba ký chiều. Đây chơi. Anh cái đây nhảy, nghe nhảy luôn. Đây. Ghế nè. Ra nhảy chung. Nhảy chung nè. Kêu kêu ông tánh ra luôn. Bình nè, ghế nè. Ghế nè. Mai miếng chim mà về con chim mình anh nè. Làm
Má gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, con bé con ẩm bồng, con hiu, con cắn con hiu, con cần là, à, là buồn có kẻ, là cần, vậy, con cắn ơi, dứt con sống hả? Ừ, ở đây nè, chỉ cho, cái đây chỉ cho, chỉ cho cái bài hết dứt con sống, vậy. Hút đem theo hả căng. Ừ, cô đem hút luôn à. Mày kìa. Con bà con. Mà kìa kìa, của ổng. Rồi mang lại đi. Một chút ra lấy. Mày giúp về vô đi. Thì đây vô đây. Đi hết được luôn bây giờ. À dạ. Rồi yếu, yếu đi chùm kìa. Yếu hết trơn rồi. Đây là bà ngoại cùng với bốn người con khờ. Bà ngoại thì 80 tuổi rồi. Đó. Cái người này là con thứ ba của ngoại hả ngoại? Anh này con thứ ba của ngoại. Ba người, ba trai một gái đều khờ hết trơn luôn. Chị ăn bát gì tôi rửa không có ai đâu mà xới cho tôi. Nhiều khi nó mệt muốn mắc thở cũng phải ráng lo cho con. Hàng ngày ai nấu cơm ăn bà ngoại? Tôi nè. Dạ. Vô tôi nấu rồi đó. Để chừng nào muốn ăn thì ăn. Để chừng 2 giờ cái nấu cho rồi cái để đó. Cứ nào đói thì tôi dọn ra cho ăn. Dạ. Dọn ra dọn vô cũng tôi không chứ có ai giờ. Bà ngoại là tổng cộng có bao nhiêu người con? 8 người. 8 người con ha. Còn mấy người kia bình tĩnh không? Mấy người kia đỡ. Đỡ mới có vợ có chồng. Ừ, sống ở đâu rồi? Đứa là sống Bình Dương, còn thằng này thì cũng gạch mướn. Dạ. Yeah. Còn con nhỏ thì đi chợ bán đồ cho anh Bình Hòa. Dạ. Yeah. Rồi cũng về nuôi tiếp mấy ông này. Có gì cũng mua cho ăn. Dạ. Yeah. Tức là bà ngoại có 8 người con mà có 4 người bình thường. Ừ, 4 người. Còn 4 người bị tâm thần. Chính người đặng mà bỏ hết người ha. Ừ. Dạ. Cái nhà này mình nó có dột không bà ngoại? Dột. Chú con thấy nó hư hết trơn rồi. Hư hết trơn rồi. Cái người con này của ngoại có bệnh không mà thấy đi càng nhích gì nè. Trời ơi, ổng chết, ổng đau, ổng chết ổng đó. Dạ. Con thấy bà ngoại mà khỏe hơn mấy người con luôn đó. Bởi vậy mấy ông này quá trời khờ ấy rồi. Đau ông nào cũng lấy cũng mà bị lao bị sửng hết trơn. Rồi con thì ngáp ngáp con rồi bỏ ăn. Dạ. Rồi hằng ngày thì bà ngoại nấu cơm rửa chén rồi hết hả bà ngoại? Tôi làm hết trơn chứ bà phí bà đâu có biết rửa. Rửa sạch. Dạ. Rồi cái người này, cái người áo xanh này tên gì? Mỹ. Mỹ. Phí. Dạ. Mấy người này có quậy không ngoại? Không, nó hiền khô ha, mà tại vì ông Tánh với ông Mỹ cự cãi đá vô mặt này giờ. À, hai anh em ưa cự cãi nha. Cự vậy vậy đó, nói trời ơi. Có giành lộn ăn cơm không? Không. Ăn thì cũng bình tĩnh ăn mà không có dình lộn. Dạ. Không có dình lộn gì chơi mà được cái nước mà cự qua cự lại và la cái rồi làm thinh. À cái rồi làm thinh hả ngoại? Làm thinh hồi cự nữa. Rồi ngủ ở trong nhà là không có ngủ trên vạt mà ngủ dưới giường hoa dưới mà dán hết trơn hả ngoại? Ừ, 4 người đó. Ừ, nằm chung với nhau, mấy anh em nằm chung với nhau trơn à? Ừ, tôi thì ông Tánh, ông Nhiều lại với... tánh ngủ ở trong. Yeah. Còn thằng Mỹ với lại với thằng Nhiều thì ngủ dây trả đầu lợi cỡ lợi vậy đó. Yeah, ngủ chỗ nào đâu bà ngoại vô đó, bà ngoại chỉ đâu mùng ở đâu thì ngủ ở đó đó. Đâu bà ngoại đi vô bà ngoại chỉ con ngoại. Ừ, ngủ chỗ nào? Yeah. Bà ngoại có bệnh gì không ngoại? Già quá trời. Đâu chỗ ngủ của mấy người đó đó ha. Dạ. Dạ. Thì chừng nào cứ vợ cho con út.
hả? Giờ ăn ăn xong rồi nằm ở đây đi hả ngoại? Dạ. Bà ngoại có buồn gì không? Thấy có mấy người con bị bệnh gì nè, có buồn không? Cũng giàu buồn vậy lắm, mà tại hoàn cảnh của mình phải ráng chịu chứ sao giờ. Dạ. Yeah. Hoàn cảnh phải vậy là chịu. Bà ngoại lớn rồi mà không có nhờ được người con nào hết trơn hả ngoại? Không, không nhờ. Con nào hả đỡ khôn chút á thì đi mặn là không đủ ăn nữa, có đâu cho tôi. Rồi mấy người bị bệnh khờ khờ này là có người nào biết giặt đồ gì không ngoại? À, bác hàng rể nó giặt giùm. Rể lần nào? Chồng giàu á. Dạ. Bưng thao đồ chà bá lửa gì nè. Trời ơi. Ôm nó giặt lại cho mấy người này nè. Dạ. Mấy người này không có ai biết giặt hết trơn hả? Không. Có ai đâu mà biết giặt, tàn là bưng cái thao đồ đỏ với mà dung lên gì nè. Dạ. Chà bá gì nè. Bưng giặt. Dạ. Rồi ngoại có giặt nổi không? Trời ơi, hai cái áo muốn người chết rồi. Giặt gì nổi. Lỡ bà ngoại 100 tuổi già mấy người này ai nuôi? Thì anh em của nó cũng nuôi giúp với nhau chứ làm sao bây giờ. Thấy bà ngoại khỏe hơn mấy người này lắm á. Khỏe hơn mấy ông này á, ổng còn ấy nè. Mấy ông này toàn là bệnh không. Dạ. Yeah. Bệnh là bệnh bạch tu lo muốn gần chết. Nửa đêm cái nấu cháo cũng lo cho nấu cháo cho ăn. Dạ. Yeah. Người nấu này người nấu kia. Cho nó ăn. Sao đồ đạc mình để tùm lum hết trơn nè ngoại? Đồ cái gì nè? Không có nổi đâu. Bữa nào hai ấy rồi không bụi có lại ấy cái rồi tôi mới đốt bớt bỏ nè. Yeah. Chứ giờ biết đâu mà sạn bò đốt. Yeah. Đốt hết trơn. Không bụi á. Dạ. Mà không biết chừng nào nó cho tôi cái nhà tôi mừng dữ lắm. Dạ. Yeah. Nhà nên bây giờ nó quá rượu gạo rồi hả bà ngoại? Rồi đó mà không biết chừng nào nó sập bất tử rồi nè. Dạ. Yeah. Mấy ông này ngủm. Đè mấy ông này ngủm củ tỏi hết trơn hả bà ngoại? Ông này là ông con út là bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 35, 36 tuổi. 35. Tuổi thình đó mà. Tuổi thình ha. Có muốn vợ gì không? Không biết. Ở nuôi mẹ. Ở nuôi mẹ ha. Rồi con út này có đi làm gì không? Đi xuống đi chợ xin. Đi xin ha. Đi xin thì giỏi 40-50 ngàn bạc là hết lắm rồi. Dạ. Chứ đâu có mà. Có ai đi xin nữa không? Con ngoại có ai đi xin nữa không? Con Phi đó đi lượm mổ. Ai cho thì lấy không cho thì thôi. Dạ. Cho tiền á. Út là tên gì? Tên Nhiều. Út Nhiều. Út Nhiều. Diệu Phí. Rồi anh Mỹ. Ba Mỹ. Rồi Sáu Tánh. Sáu Tánh ha. Hiện giờ là bà ngoại chỉ ở với 4 người con khờ. Thấy bốn người con này chắc cực dữ lắm hả ngoại? Cực lắm ngoại vậy chứ ai mà lắm chơi vô mà nuôi mấy ông này là tôi mới sợ luôn. Đau liền si. Lắm. Đau liền si hả ngoại? Đau gì mà bữa nay không có ngày nào mà dứt cái đau hết trơn. Dạ. Yeah. Đau mà đau bụng má ơi, gan cái ngực kêu cạo gió. Dạ. Yeah. Thứ trơn kêu cạo. Cạo rồi mấy là cạo rồi mấy im. Im chút gì rồi cái đau nữa. Dạ. Yeah. Chịu nó dìa chích thuốc nè. 7 ngàn. Dạ. Chích giảm đau thôi. Hết luôn. Bây giờ chích thuốc rồi giảm đau thôi chứ. Thấy con thấy là ngoại là giỏi lắm, giỏi luôn á, mới nuôi được 4 người con khờ này nè. Nếu mà ngoại không giỏi làm sao mà nuôi được 4 người con chăm sóc nổi 4 người khờ này đây? Không, nó cực dữ lắm không ngoại? Cực dữ lắm. Ba mắm cơm nước đồ bưng tới bưng lui bưng tới chỗ cho mấy ông này ăn nữa. Vậy đó hả? Ừ, chứ không phải mà sai đứa này đứa kia nó bưng được đâu. Tôi mắc bưng ra tới cái cửa ở đó đó. Yeah. Nó mấy nhà bưng giờ vô. Dạ. Yeah. Tay tôi không. Thấy tôi gầu tôi không biết làm sao bây giờ cho nó hết. Ở người ta đau người ta hết luôn ha. Yeah. Còn cái này đau gì mà bữa nay lên hoài nó chết rồi má ơi chết rồi tự giận cho rồi sống chi con Mỹ. Yeah. Nó tự giận rồi có ai đâu mà cũng lo hoài muốn chết. Nè, ông này nói ăn nói mình nè. Nói gì vậy?
cao. Nói gì nói nghe coi. Hả? À, cái bạn cái gì nè. Sao? Làm cái cái lóc á. Ừ. Nè mà cho ông ngày bữa em mà qua hết nhà đi quay quay cho. Ừ. Ngành cho. Biết hát không? Biết. Hát bài cái rồi. Thôi, biết rồi. Hát tặng bài cái. Tại nó im đi rồi cho quay cho. Cô quay ha. Ừ. Không, à. Không hát sao quay? Không. Chơi kỳ hả? Không. Quay có quay đến nhà luôn. Ừ. Tại á. Nghỉ chơi luôn, không hát, nghỉ chơi luôn. Không. Tên gì? À, không biết. Em tên gì? Không. Nhiêu tuổi? Gì cũng không biết chứ hả? Cái người con út này là nó hỏi gì cũng không biết chứ không ạ? Bà hỏi ha. Bà hỏi biết, bà hỏi không hả ngoại? Biết không? Biết bụi hả? Ừ. Bụi đâu? Bụi nhà. Bụi nhà sao không quét đi? Biết mà không quét hả ngoại? Chơi kỳ. Qua luôn. Ừ. Qua qua nhà đi qua không? Hả? Cái mà tôi mạng quay mà cái mỏng đâu. Ờ. Mỏng ha. Ờ đứng gì coi, múa rồi. Em cái là ca kìa. Ừ. Đi gọi chơi. Đi ngoài chơi. Ừ. Thôi thôi. Thôi con chào ngoại nha, ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Hoa Quang cũng xin. Dạ. Yeah. Lắm nha. Có cái lòng yêu quý dữ lắm rồi. Dạ. Tâm mà giúp đỡ cho gia mẹ con tôi chứ quý còn hơn bạc vàng nữa. Dạ. Chứ cái gì cũng không bằng cái giúp đỡ cho kẻ nghèo. Dạ. Mà mình giúp chị cũng mừng lắm rồi. Dạ. Hồi Quang cũng xin kết thúc video tại đây. Chào quý cô chú anh chị và hẹn quý cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. À.